Xin chào bà con, rất vui lại được gặp bà con trong chương trình Chuyện Nhà Nông. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục về cái chủ đề về con trồn hương. Hôm nay thì cái nhà bên cạnh họ thi công làm móng cho nên là nó hơi ồn, mong bà con thông cảm. Và trước khi vào chủ đề thì cũng rất mong bà con tiếp tục đăng ký kênh cũng như chia sẻ bình luận để ủng hộ cho kênh Chuyện Nhà Nông. Đồng thời là cũng giúp cho bà con theo dõi được các video tiếp theo của Chuyện Nhà Nông. Và bây giờ thì chúng ta vào chủ đề về con trồn hương. Vừa rồi thì bà con xem các cái video về con trồn hương trên kênh Chuyện Nhà Nông là thức ăn cho trồn này. Rồi nói về phần đặc tính của con trồn và những cái video nói về cái giá trị kinh tế của con trồn hương khi mà chúng ta nuôi và đầu tư nó. Vậy thì trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ nói sâu hơn về vấn đề làm chuồng trại như thế nào để cho nó đạt. Và khi mà chúng ta đầu tư nuôi con này ban đầu thì chúng ta nên chọn nuôi mấy cặp là được, rồi chọn mua bao nhiêu con cái, bao nhiêu con đực là vừa. Thì đây là một trong những cái mà câu hỏi đặt ra rất là nhiều khi mà các video vừa rồi nói về con trồn trên kênh Chuyện Nhà Nông được đăng tải. Và cũng không dài dòng nữa, thì bây giờ thì tôi sẽ vào chủ đề của ngày hôm nay, đó là cái kỹ thuật làm chuồng trại nuôi trồn hương. Thì thưa bà con, thứ nhất là về cái cách làm chuồng, tốt nhất là chúng ta có một cái nhà kho nào đó, thì chúng ta đặt những cái chuồng nuôi ở bên phía trong nhà kho này, nó sẽ đảm bảo là che mưa che nắng, hạn chế được cái ánh sáng. Bởi vì cái đặc tính của con trồn là nó cũng không có ưa ánh sáng lắm đâu, ánh sáng vừa đủ là được rồi. Nếu như mà tìm hiểu ở trên mạng thì bà con cũng đã biết là cái con cải hương này thì đặc tính của nó là nó sống trong bóng tối, hang hốc, thì chủ yếu là chúng kiếm ăn vào ban đêm, còn ban ngày thì chúng ngủ ở trong hang. Vì vậy mà chúng ta nếu mình đầu tư lâu dài thì chúng ta nên làm một cái nhà cho trồn như vậy thì nó sẽ đảm bảo hơn. Cái nhà nuôi trồn ấy thì chúng ta đảm bảo là thông thoáng, không có để ẩm thấp và cũng không có để những cái mùi hôi để con trồn nó sinh sản nó dễ hơn. Bởi vì đặc tính của con trồn mặc dù nó ưa bóng tối nhưng mà nó sống cũng rất là sạch sẽ. Cái nơi nào mà hôi hám, ruồi muỗi thì cái con trồn nó cũng không thích đâu. Và nếu mà như vậy thì nó lại gây ra những cái bệnh truyền nhiễm hay là những cái con vật hút chích máu của con trồn hương chẳng hạn, ví dụ như vậy. Rồi phần tiếp theo là phần quy cách làm cái chuồng nuôi. Thì chúng ta nên mua các cái loại lưới mắt cáo có kích thước ô nhỏ. Những cái lưới mắt cáo có ô vuông khoảng 1 vuông, 1 cm vuông đó, hoặc là 1.5 thì là vừa nhất. Về đóng chuồng thì chúng ta nên làm khoảng cách giữa chuồng và mặt đất cao ít nhất là khoảng 60 phân. Để như vậy thì tạo ra cái sự thông thoáng cho cái phía bên dưới, chúng ta có thể là dọn dẹp vệ sinh chuồng trại nó cũng dễ. Đó. Mà nó cũng tránh được những cái con vật khác có thể là uy hiếp những cái con nhỏ. Ví dụ những cái con nhỏ mới sinh ra chẳng hạn thì mình phải lưu ý đến những cái con chuột chẳng hạn, hoặc là những con chó. Đó, nó nhất là con chó, khi mà con chó mà nó gặp những con trồn hương thì nó thường là nó cắn, nó đuổi. Đó, như vậy là sẽ dẫn đến cái tỷ lệ hao hụt của con trồn. Về kích cỡ chuồng nuôi thì tốt nhất là chúng ta chiều cao, chiều rộng nó khoảng 60 cm là vừa, và cái độ sâu của chuồng là khoảng 1m đến 1m2. Bà con lưu ý là khi mà chúng ta chọn những cái khung sắt để làm chuồng là chúng ta nên chọn các cái loại sắt không gỉ nha,
ví dụ như sắt mạ kẽm ấy, thì như vậy nó sẽ thời gian nó sẽ han rỉ lâu, nó rất là bền. Và cái lưới cũng vậy, lưới thì cái phần sàn thì cũng làm sao chọn mua cái loại kẽm nó tốt, lưới kẽm tốt, để mà khi mà bà con thấy đấy, chúng ăn uống nó có thể là vương vãi cái thức ăn lên trên cái phần mặt lưới đấy, hoặc là chúng đi thải phân này, hoặc là nước thải ra, thì lâu ngày nó sẽ dẫn đến reset. Vì vậy là chúng ta chọn cái loại mắt lưới cáo làm sao mà nó có chất lượng tốt nhất để chống reset. Và ở bên hông phía trước ấy, thì chúng ta nên tạo một cái cửa phụ. Cái cửa phụ này thì sẽ nối giữa hai cái khoang chuồng với nhau. Có nghĩa là một con trống và một con mái thì chúng ta nhốt cạnh nhau như vậy á. Thì khi mà con tròn cái nó động được á, thì chúng ta chỉ cần là nhấc cái cửa chuồng ở bên hông á, để cho con tròn đực nó đi vào, nó sẽ giao phối con cái. Như vậy thì chúng ta hạn chế cái việc là bắt nó. Ví dụ như là nếu như chúng ta không làm cái cửa bên hông á, thì khi mà chúng ta con tròn cái nó bắt đầu nó động đực ấy, thì chúng ta phải bắt cái con tròn đực bỏ vào cái con khoang của con tròn cái. Như vậy thì nó việc bắt như vậy nó cũng rất là khó khăn. Nếu như bà con bắt tròn á, ví dụ như là khi mà chúng ta đem bán ấy, những cái con mà tròn giống có tuổi đời khoảng 5-6 tháng chẳng hạn, thì chúng ta nên làm một cái vợt. Cái vợt ở đây ấy, nó cũng như là cái vợt mà chúng ta vợt cá đó. Nhưng mà cái lưới thì chúng ta nên chọn cái loại mà bằng sợi cước đó. Những cái vợt nó có cái miệng lưới khoảng cái vòng tròn nó khoảng tầm khoảng 80 một mét gì đó, rồi sâu xuống khoảng cũng tầm khoảng 80 đến 1 mét. Như vậy thì khi mà chúng ta dùng cái vợt như vậy, chúng ta sẽ cho con tròn nó chui đầu vào trong cái lưới đó, trong cái vợt đó, rồi chúng ta bắt nó ra thì nó dễ dàng. Chứ nếu mà chúng ta bắt bằng tay thì cũng dễ bị nó cắn. Tất nhiên là con tròn ấy thì nó cũng cắn, nó cũng không có nguy hại gì, nhưng mà như vậy nó cũng mình bắt con tròn ra nó cũng rất là khó khăn. Ở phía đáy của chuồng ấy, thì bà con nên làm những cái rãnh bằng những cái vật liệu mà không thấm nước, ví dụ như là bạt ni lông hay gì đó, để mà chúng ta dẫn tới một cái thùng để chứa phân của nó. Như vậy là khi mà chúng ta dọn dẹp hàng ngày, ví dụ như sáng là chúng ta dọn dẹp, thì chúng ta chỉ cần là thay cái phần bên đó con thấy cái chuyện phần thùng mới sang cái thùng cũ, thì chúng ta đem đổ phân rồi nước thải nó đi thôi. Như vậy là rất là tiện và nhanh gọn. Và như vậy thì cũng cái chuồng nó cũng đảm bảo là lúc nào nó cũng thông thoáng và thơm, không có cái mùi hôi hám gì ở đây. Phần tiếp theo là đến phần mua con giống. Vậy thì nhiều người mới nuôi thì cũng hỏi một câu hỏi là như vậy thì chúng ta nên mua bao nhiêu cặp là vừa, rồi mua bao nhiêu con đực, bao nhiêu con cái là vừa. Thì theo tôi á, hiện nay trên thị trường thì do cái nhu cầu mà mua con giống thì vẫn rất là cao, cho nên là giá tròn thì cũng không hề thấp. Một cặp tròn mà được khoảng 2 tháng, có nghĩa là lúc đó đấy, cái con tròn con nó sẽ ăn uống được rồi, nó tự nó ăn, nó không phải bú sữa mẹ nó. Và để đảm bảo nó phát triển tốt đó, là khoảng 2 tháng trở đi thì chúng ta mới mua được. Và một cặp tròn như vậy thì có giá khoảng 6 triệu đồng. À, con cái thì có giá hơn là khoảng 4 triệu rưỡi, và con đực thì khoảng 1 triệu rưỡi một con. Như vậy thì một con đực có thể là phối giống cho 3 hoặc 4 con tròn cái. À, thì
chủ yếu là khi mà đầu tư vào con tròn đấy, chúng ta tốn ban đầu là cái tiền mua con giống thôi, chứ còn về chi phí thức ăn thì thực ra nó cũng không có tốn lắm. Mà nhiều khi ở dưới vườn thì chúng ta có thể là tận dụng bắt được các cái loại cá hay ốc, ốc bươu vàng hay là ốc sên đấy, chúng ta làm sạch, chế biến thật sạch, rồi chuối, chuối xiêm thì chi phí thức ăn nó cũng không có tốn lắm, mà chủ yếu là tốn mua cái con giống. Cho nên là tùy theo điều chưa kiện con chưa có tới của bà con, ví dụ như là điều kiện về vốn vốn nhiều thì chúng ta có thể là mua bao nhiêu cặp đó thì là tùy theo bà con. Còn nếu không thì chúng ta có thể mua bằng một cách là cứ ba con đực một con trống. Đấy. Như vậy là sẽ hiệu quả nhất, thay vì chúng ta bình thường chúng ta phải ví dụ chúng ta mua 4 cặp đi, là 4 con cái và 4 con đực. Đấy, như vậy thì nó cũng tốn tiền chẳng hạn. Thế thì bây giờ thì chúng ta sẽ lựa chọn mua bằng cách là chúng ta mua 3 3 con cái một con đực. Đấy, thế thì cứ tỷ lệ như thế. Thì ví dụ chúng ta mua là 6 con cái, 2 con tròn đực thì như vậy là đảm bảo rồi. Và như vậy thì chúng ta đã giải quyết được cái số tiền đầu tư cho con tròn và số lượng con trống, con đực và con cái như thế nào. Đó. Thì chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề đó. Và vấn đề tiếp theo đó là kỹ thuật nuôi. Thì thực ra chúng ta đầu tư vào con tròn thì chúng ta phải có tâm huyết, chúng ta chăm sóc nó một cách chu đáo và cẩn thận. Thì thực ra thức ăn của con tròn thì cũng rất là phong phú, chúng ta cũng không mất công nhiều để mà nghĩ đến cái chuyện mà chúng nó ăn gì đấy. Hay là về bệnh tật thì thực ra là nuôi con gì hay trồng cái cây gì cũng có những cái bệnh khác nhau. Tuy nhiên là cái con tròn ấy, bệnh thì nó cũng không có nhiều, mà nuôi thì chúng ta nên để ý nó thường xuyên đấy. Khi nó có cái dấu hiệu gì đó thì chúng ta có thể biết được. Khi nào mà chúng ta nuôi mà cảm thấy là mình đam mê, mình gắn bó với nó thì lúc đó mình nuôi mới thành công được. Cũng có nhiều người nói là nuôi tròn mà đến nay là được 2 năm rồi, tròn không có dấu hiệu là động đực, không có đẻ được một con nào. Thì đấy là một cái chúng ta phải xem lại xem là mình đã thực sự là mình quan tâm đến con tròn hay chưa. Những cái dấu hiệu mà nó động đực á, nhiều khi là chúng ta bỏ qua, thì nó chỉ có thời gian động đực khoảng 1 ngày rưỡi, 2 ngày hoặc là 3 ngày nó kéo dài mà chúng ta không để ý, chúng ta bận đi đâu hay làm gì đó thì qua cái ngày đó thì nó sẽ không còn động đực nữa. Hoặc là một yếu tố nữa là về chất lượng dinh dưỡng, ví dụ như là con tròn mà không đảm bảo về chất lượng dinh dưỡng ấy, nó sẽ có thể là nó không động lực. Đó. Hoặc là khi mà con tròn mà chúng ta chăm sóc nó, chúng ta cho ăn nó quá nhiều chất đạm, ý nói đây là quá nhiều chất đạm nhưng mà lại không đủ chất. Ví dụ như là chúng ta cho nó ăn những cái thức ăn tươi sống giàu đạm chẳng hạn, thì chúng ta cho nó ăn nhiều mỡ quá thì nó lại dẫn đến cái tình trạng nó tích chữ chữ mỡ ở trong cơ thể của nó. Thì như vậy thì nó sẽ không, nó không có động lực, hoặc là khi mà có động lực giao phối thì cái tỷ lệ đạt nó lại thấp. Đó. Thì đó là những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái việc là chúng ta nuôi không thành công, rồi không thành công thì dẫn đến cái chuyện chán nản. Chứ thực ra thì ở nhiều địa phương cái mô hình nuôi chồn hương này nhiều người đã rất là thành công. Từ những cái cặp tròn ban đầu chỉ là một vài cặp thôi, nhưng người ta có thể là nhân giống ra, phát triển ra một cái trang trại lớn. Đấy. Về cái sự đồng huyết thì thực ra là bà con cũng không lo lắng về vấn đề đó quá. Vì thực sự mà nói là con tròn sống trong tự nhiên ấy, chúng cũng giao phối lẫn lộn lắm. Nhưng không nhất thiết là phải lo vấn đề là trùng huyết. Mà nếu như bà con sợ về vấn đề đó, thì chúng ta có thể là mua cái con giống ở nơi này, rồi cái con đực á chúng ta có thể mua thêm ở những cái chỗ khác, làm sao mà đảm bảo con giống tốt khỏe. Đó. Như vậy là được rồi. Vâng, và video của tôi thì cũng còn nhiều lắm, nhiều nhiều vấn đề để nói lắm,
Nhưng mà video này thì cũng đã dài rồi, thì cũng một lần nữa cũng rất mong là bà con đăng ký kênh Chuyện Nhà Nông, cũng như là chia sẻ các cái video này đến rộng rãi người xem hơn, để chúng ta có thể là theo dõi các cái video tiếp theo về con tròn hương. Và bên cạnh đó thì cũng là ủng hộ cho kênh Chuyện Nhà Nông sẽ càng ngày càng phát triển hơn, đem đến nhiều các cái chia sẻ về những cái mô hình chăn nuôi thành công hơn đến với bà con. Xin cảm ơn bà con rất là nhiều. Và tới đây thì về chủ đề con tròn hương ấy, cũng sẽ được nói đến nhiều hơn, và ở các cái trang trại khác nữa, để cho bà con có thể biết được là nuôi con tròn hương hiện nay thì nhiều bà con cũng đã rất là thành công. Vâng, xin cảm ơn bà con rất là nhiều.